Xin chào các bạn đến với Tech Daily của ngày 8 tháng 6. Và hãy cùng với Thu Hương xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ có những thông tin gì thú vị nhé. Từ đầu năm đến nay thì giới di động đã chào đón những chiếc điện thoại đầu tiên có RAM lên tới 8GB, đó là Asus Zenfone AR và ZTE Nubia Z17. Thì mới đây một chiếc điện thoại khủng có RAM 8GB tiếp theo đã được hé lộ, đó chính là chiếc OnePlus 5. Thông tin này vừa được hé lộ từ trang teaser của chiếc điện thoại này trên chi nhánh Amazon Ấn Độ. Theo đó thì OnePlus sẽ được bán ra chiếc smartphone chủ lực của họ từ ngày 21 tháng 6 tại Trung Quốc và ngày 22 tháng 6 tại Ấn Độ, và Amazon Ấn Độ chính là đối tác bán lẻ độc quyền cho thiết bị này tại Ấn Độ. Tuy nhiên, một điều thú vị là khi truy cập vào mã nguồn của trang teaser trên thì đã lộ ra một số thông tin về cấu hình xử lý chính thức của OnePlus 5, bao gồm con chip Snapdragon 835, giống như những gì mà ông Peter Lau, CEO của OnePlus tiết lộ, cùng dung lượng RAM 8GB. Về thiết kế bên ngoài thì có vẻ như OnePlus 5 sẽ tương đối giống chiếc iPhone 7 Plus ở mặt lưng, với cụm camera kép được xếp ngang bên trái. OnePlus 5 sẽ được giới thiệu chính thức ra toàn thế giới vào ngày 20 tháng 6 tới đây. Một nam nhân viên tại Samsung có tên Lee đã bị bắt giữ bởi hành vi trộm cắp tài sản tại chính nhà máy của Samsung trong thời gian dài. Trước cơ quan điều tra, Lee khai rằng y đã ăn trộm tới gần 8.500 mẫu điện thoại của Samsung trong vòng 2 năm trở lại đây. Tức là trung bình mỗi ngày, người này đã lấy cắp khoảng 12 máy, gây thiệt hại cho công ty vào khoảng 700.000 đô la Mỹ. Lee bắt đầu được Samsung nhận vào làm việc từ năm 2010 theo diện người tàn tật và thường đến làm ở Samsung bằng xe lăn. Y đã tận dụng sự sơ hở trong cách thức kiểm tra nhân viên của công ty là người tàn tật thì không phải đi qua máy soi để giấu những chiếc điện thoại ăn cắp dưới xe lăn của mình và theo đó tuồn ra bên ngoài thị trường chợ đen. Lee bán những chiếc điện thoại này cho các cửa hàng điện thoại trong vùng. Các cửa hàng này sau đó bán lại hoặc tái phân phối cho các đại lý khác. Và bằng những cách nào đó thì một số điện thoại ăn cắp này đã xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Một số mẫu điện thoại mà Yên cắp lại có cả những sản phẩm chưa được Samsung ra mắt hoặc là không được bán mà chỉ dùng để thử nghiệm. Và đến tháng 12 năm ngoái, một chiếc như vậy đã xuất hiện tại Việt Nam. Samsung đã ngay lập tức thực hiện điều tra và dẫn đến lệnh bắt Lee như trên. Các bạn thân mến, khi công nghệ 4G phủ sóng rộng khắp toàn quốc, khách hàng có thêm lựa chọn đa dạng cho nhu cầu kết nối, giải trí và làm việc với dung lượng Internet tốc độ cao, chuyên biệt và không giới hạn. Nhằm đáp ứng nhu cầu của tín đồ Facebook hay những người thích lướt mạng xã hội mọi lúc mọi nơi, Viettel đã tung ra gói cước mới dành cho ứng dụng Facebook và video trên YouTube, vốn ngốn nhiều dung lượng khi sử dụng. Theo đó, thì người dùng có thể chọn một trong 3 gói 4G theo ngày, tuần và tháng là 4G FP1, 4G FP7 và 4G FP30, tương ứng với mức cước là 3.000 đồng, 15.000 đồng và 30.000 đồng. Khách hàng trả sau của Viettel được sử dụng Facebook không giới hạn khi đăng ký 3 gói cước này. Các gói cước thiết kế theo hướng càng dùng càng rẻ. Ví dụ như khi đăng ký gói tháng 4G FP30 thì chi phí để sử dụng Facebook không giới hạn mỗi ngày chỉ là 1.000 đồng. Tương tự, đã xem những video từ vài phút hoặc vài giờ trên YouTube, khách hàng có thể chọn 3 gói 4G là 4G IT1, 4G IT7 và 4G IT30. Cụ thể, gói 4G IT1 có cước phí là 10.000 đồng một ngày, dung lượng 3GB, 30.000 đồng cho 9GB trong vòng 7 ngày và 100.000 đồng cho 30GB trong 3 ngày sử dụng YouTube. Mức dung lượng áp dụng cho các khách hàng đăng ký thuê bao trả trước, còn thuê bao trả sau sẽ không giới hạn dung lượng. Các gói 4G chuyên biệt trên chính là bước đi tiếp theo trong chiến lược cá nhân hóa các sản phẩm và dịch vụ của Viettel nhằm mang đến cho khách hàng những lựa chọn thông minh, đa dạng và phù hợp hơn với nhu cầu đặc thù. Đó là những thông tin có trong Tech Daily ngày hôm nay, và các bạn thích thông tin nào hãy comment xuống dưới cho bọn mình cùng biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.